Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới sẽ thành lập hơn 4.800 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, khu phố và ấp. Nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh từ áp lực gia tăng dân số cao, nhất là các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu phải sớm xây dựng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, tới đây trên địa bàn sẽ thành lập hơn 4.800 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại khu phố, ấp với tối đa hơn 15.000 thành viên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở làm việc theo chế độ thường trực, bảo đảm 24/24 giờ, ban ngày tại điểm làm việc của tổ để xử lý công việc, ban đêm ứng trực tổ chức tuần tra canh gác. Lực lượng này sẽ được hỗ trợ hàng tháng theo trình độ đối với từng chức danh, được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và nhiều chế độ khác.